Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trân trọng kính chào toàn thể quý Phật tử. Hôm nay chúng ta trở lại chương trình 5 phút Phật Pháp trên online của Hoa Vô Ưu. Bài thuyết giảng hôm nay chúng tôi xin phép được trình bày đó là tập tha thứ. Tập tha thứ có nghĩa là chúng ta tập cái tâm của chúng ta biết khoan dung, biết độ lượng, biết tha thứ cho kẻ khác. Nếu những người khác mà họ đụng đến mình hoặc là họ khiếm nhã đối với mình thì chúng ta hãy tập tha thứ cho họ. Như là bài kệ trong Kinh Pháp Cú Nam Tông đã trình bày. Nó nhục ta, nó hành hung ta, nó đánh bại ta, tước đoạt tài sản của ta, ai ôm giữ niềm oán hận ấy thì sự hận thù không thể nguôi. Thưa quý đạo hữu, nếu mà chúng ta ôm cái hận thù đó để mà chúng ta trả thù thì chắc chắn rằng hận thù sẽ không bao giờ nguôi được. Cho nên câu Pháp Cú Nam Tông đã trình bày với cái tinh thần nhẫn nhục, chịu đựng và biết tha thứ để chi? Để chúng ta có được một đời sống an lạc ngay nơi tự thân của chúng ta. Còn nếu mà chúng ta thấy được rằng nó nhục mạ ta, nó hành hung ta, nó đánh hại ta, nó tước đoạt ta, ai mà cứ ôm giữ cái sự hiềm khích và trả thù như thế đó thì cả đời mình sống trong hận thù, cả đời mình sống trong cái sự không có bình yên, an lành một chút nào hết. Chúng ta có nhiều cái phương cách để chúng ta giải quyết. Nếu ai đó mà họ đụng tới tài sản của mình, họ cướp đoạt tài sản của mình, họ vân vân và vân vân đụng tới mình, thì kính thưa quý đạo hữu, chúng ta có nhiều phương thức để chúng ta giải quyết, mà giải quyết được ôm, được ổn thỏa, được tốt đẹp, thì đó là điều mà chúng ta nên chọn giải pháp để chúng ta giải quyết. Bằng nếu không, nếu chúng ta lấy hận thù để đáp trả với hận thù, nếu chúng ta lấy mắng nhiếc để đáp trả với mắng nhiếc, thì như ở trong Kinh Pháp Cú Nam Tông đã giảng dạy, chúng ta cầu mong hãy gìn giữ cái tâm niệm đó. Và qua cái bài kệ thứ hai, chúng ta thấy nó nhục mạ ta, nó hành hung ta, đánh đập ta, tước đoạt ta, ai không ôm giữ niềm oán hận ấy thì sự hận thù tự nhiên nguôi ngoa. Ai trong chúng ta sống trong cuộc đời này cũng mong rằng có được một đời sống mà tâm tư của chúng ta thanh thản, tâm tư của chúng ta được yên ổn, chứ không có ai mong muốn rằng có được một cái đời sống mà tâm lúc nào cũng bồn chồn, tâm lúc nào cũng nóng nảy, tâm lúc nào cũng lo âu. Và chính vì sự nóng nảy và lo âu đó, chúng ta không tìm đâu ra có hạnh phúc trong tự thân tâm của chúng ta. Vậy thì ước mong rằng chúng ta sống trong cái thế gian, trong xã hội ngày hôm nay, thưa quý Phật tử, có nhiều vấn đề nó xảy ra mà nhiều khi nó nằm ngoài cái ước tính của chúng ta, nằm ngoài cái sự suy tư của chúng ta lắm. Mà có những thế lực nó cướp đoạt với nhau, nó chiến đấu với nhau, nó hành hung với nhau, để rồi nó có thể đụng chạm đến đời sống của mình, đụng chạm với đời sống chung quanh xã hội của mình. Nhưng mà thưa quý đạo hữu, nhiều khi chúng ta cũng không phải biết nói như thế nào, chúng ta cũng không biết làm như thế nào, mà chúng ta chỉ có im lặng không thôi. Và nhiều khi chúng ta nói cũng chết và không nói cũng chết. Quả thật là như vậy. Cho nên bằng hai cái bài kệ của Kinh Pháp Cú Nam Tông, chúng tôi mong rằng chúng ta hãy có một cái tinh thần biết tha thứ cho nhau mà không có ôm hận thù ở trong lòng. Mà nếu chúng ta ôm hận thù ở trong lòng thì quả thật rằng đời sống của chúng ta là một đời sống buồn phiền khổ đau trước. Còn những người mà họ đụng chạm đến mình, những người mà họ gây những sự khổ đau cướp giật, phá phách, bạo động thì họ đã đi rồi, họ đâu còn ở đó nữa. Và nếu mình không biết tha thứ
nguôi ngoa thì quả thật rằng chính bản thân của mình phải chuốc lấy những sự khổ đau cho tự tâm của mình ngay trong giờ phút này. Mong rằng tất cả chúng ta nghe hai câu pháp cú Nam Tông nội hàm cái tinh thần hãy biết tha thứ cho nhau trong cuộc sống. Chân thành kính cảm ơn toàn thể quý Phật tử. Nam Mô A Di Đà Phật.